Chuyện cơ bản nhất cần làm khi bước ra cuộc sống đó chính là xây dựng những mối quan hệ. Khi bản thân là người luôn được người khác yêu mến, tin tưởng, tôn trọng và muốn được kết giao thì bạn sẽ có rất nhiều cơ hội được mở ra. Và ngược lại, khi mỗi ngày trôi qua lại có người cạch mặt bạn, không muốn liên quan gì tới bạn, sợ cái thói quay xe của bạn hoặc xem bạn như là một mối quan hệ để lợi dụng khi cần thì coi như hết phim rồi. Cho nên kết giao là câu chuyện hai chiều. Mình chọn ai để kết giao và mình có đáng để kết giao hay không. Mình đi chọn người khác thì người khác cũng có quyền tự do chọn hoặc không chọn. Khi quan hệ dựa trên sự lợi dụng vì lợi ích cá nhân thì đó gọi là giao dịch. Mà đã là giao dịch thì ngày nào còn có lợi thì còn giao dịch, hết lợi thì tự động rã đám. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có chuyện quan tâm đến cảm xúc hay là tình nghĩa gì ở đây cả. Cho nên nếu như bạn là người đang sống để tạo ra những giao dịch và tìm kiếm giao dịch thì không có gì cần phải bàn tiếp ở đây. Nhưng nếu bạn là người muốn xây dựng được quan hệ, trở thành những con người có giá trị, đáng để người khác muốn kết giao, thì hãy tư duy về 7 phẩm chất cần có trong hành trình hai chiều này sau đây. Phẩm chất số 1, chính trực. Đầu tiên thì không ai tin những kẻ lươn lẹo, biến đen thành trắng, đổi có thành không vì một chút tham lam mà bán đứng giá trị bản thân, rồi quay xe bán luôn người khác. Dù là người ta vì sợ, vì phòng vệ hay là vì quý trọng thì cũng chỉ lựa chọn và giữ bên mình những cái người chính trực thôi. Không ai rảnh mà đi nâng đỡ và giữ bên mình những người không chính trực. Người mà giết mình nhanh và dễ nhất đó chính là cái người ở bên cạnh mình. Đó chính là đệ tử ruột, là bạn thân, là người thân của mình. Ở những người đó mà không minh bạch, không chính trực, không rõ ràng, không trước sau như một thì mình chết là cái chắc. Vậy bạn có phải là người chính trực không? Và những người bạn đang kết giao có phải là những người chính trực không? Nếu bản thân không phải là người chính trực thì đừng đòi hỏi người khác phải là người chính trực. Và đừng mong sẽ kết giao với những người chính trực vì bạn không phải là đối tượng kết giao của họ. Phẩm chất số 2, fair play, chơi đẹp. Cuộc sống rất công bằng, nó giống như là một trận bóng. Nếu mình chơi đẹp thì người ta sẽ chơi đẹp lại, còn không thì nó không là trận bóng nữa mà nó thành đá dò nhau rồi. Và đừng nghĩ là mình khôn đến nỗi là mình có thể chơi xấu được người khác, chơi được có một lần. Nếu như người ta biết rồi, một là người ta chơi lại cho bỏ ghét, hai là người ta cạch mặt không chơi với bạn nữa. Cho nên làm cái gì cũng nên nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cho mình và cũng nghĩ công bằng cho người khác. Không có chuyện là mình sẽ được hết cái gì mình hưởng hết rồi người ta có gì kệ người ta đâu. Chỉ cần một người nói rằng thằng này chơi không fair play thôi thì những mối quan hệ gọi là đáng tin cậy với bạn sẽ mất dần hết. Fair play chứ đừng có lưu manh, núi cao sẽ có núi cao hơn, lưu manh sẽ có thằng lưu manh hơn nó trị. Nghiệp mình gây ra bao nhiêu cuối cùng nó cũng quay lại nó quật mình hết thôi các bạn. Có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Phẩm chất số 3, biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống quan trọng nhất là sống có trước có sau. Đừng cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ và tất cả mọi người còn lại phải phục vụ cho mình. Nếu mình nghĩ được như vậy thì 7 tỷ người còn lại người ta cũng sẽ nghĩ như vậy luôn. Rồi cuối cùng mạnh đứa nào nấy sống, ai cũng lo cho lợi ích bản thân, không quan tâm đến ai khác. Sống mà chỉ có nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến người khác, không vung vén trước sau cho đàng hoàng, cho giống con người thì chỉ có sống với dế thôi. May mắn thì mình sẽ gặp được một vài người họ giúp mình một đoạn trong cuộc sống. Nhưng mà sau khi mà họ thấy được cái tính ích kỷ của mình rồi, họ cũng xách dép họ bỏ chạy luôn. Ban đầu chưa biết thì người ta còn chơi, chứ sau này mà phát bệnh lộ ra rồi thì người ta đi hết, từ người ngoài cho đến người thân. Cho nên hãy suy nghĩ lại, những gì mình đang làm có hại đến ai không? Có phiền đến ai không? Có gây ra hậu quả hay ảnh hưởng xấu đến ai không? Sống mà biết nghĩ trước, nghĩ sau thì quan hệ nó mới lâu dài. Phẩm chất số 4, sống tích cực. Về cuộc sống thì ai cũng có nỗi khổ riêng, cho dù là giàu hay nghèo, học cao hay học thấp, nhà quê, thành phố hay nước ngoài hay nước trong, đều có vấn đề hết, chỉ khác nhau về mặt cường độ và nội dung thôi. Nếu như không mang được điều gì tốt lành cho người khác thì cũng đừng mang rác rưởi rồi thuốc độc tinh thần đổ qua nhà người khác. Không có ai dạy mà đi kết giao với những người tiêu cực cả, né cũng không kịp. Ai cũng muốn kết giao với những người có năng lượng tốt, vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Bạn muốn như vậy và người khác cũng như thế. Và hãy suy nghĩ xem bạn đang mang cái năng lượng nào để đi kết giao. Lưu ý là chỉ có tích cực thì mới hút được tích cực, còn không tới gần nó đã không muốn rồi, đừng nghĩ đến chuyện kết giao. Phẩm chất số 5, tử tế. Cái này là căn bản, vì không có tử tế thì nó sẽ không còn là người nữa mà sẽ là con. Mà là con rồi thì tham, sân, si, nó không quản lý được bản thân, nó bung xỏa ra ghê lắm. Còn người là sẽ có nhận thức rõ ràng về cái tính ảnh hưởng của mình với cộng đồng xung quanh. Và họ kiểm soát được bản thân mình, cho nên sẽ sống có trách nhiệm. Nếu mà không giúp ích được gì cho ai, họ cũng sẽ không làm hại người khác. Cho nên cái việc mà họ cho rằng là sống một cách chan hòa, có trách nhiệm và sống tử tế với mọi người là một chuyện hiển nhiên.
Tử tế là phẩm chất căn bản, mà nếu một người phẩm chất căn bản còn không có thì không ai dám kết giao. Rồi hãy xem lại coi thử mình có tử tế chưa, hay là cũng đang sống theo trend, có lợi thì sống tử tế, còn không lợi thì lưu manh cho nó dễ sống. Phẩm chất số 6, có tâm giúp đỡ người khác. Không có thứ phẩm chất nào trong cuộc sống có sức hút bằng cái tâm giúp đỡ người khác. Nhưng giúp đỡ ở đây là việc giúp đỡ một cách trong sáng, không điều kiện, chứ không phải là việc giúp đỡ bằng cái việc via hình ảnh để rồi hưởng lợi về sau. Kiểu mà mồm thì hô cộng đồng, rồi sau lưng lại bóc hốt quyền lợi về sau. Cái đó thì chỉ được khúc đầu thôi, khúc sau khi người ta biết rồi người ta phàn vỡ mồm hết. Thà làm ăn thì cứ nói làm ăn, kinh doanh thì cứ nói kinh doanh, song phải rõ ràng kẻ bán người mua. Đừng dựng lên mấy cái chuyện đạo đời rồi mua thần bán thánh. Mua bán thì cứ đúng nguyên tắc của bán hàng, marketing mà làm. Đừng có ấn giao vô niềm tin hay cái sự yếu lòng của người khác mà mua bán. Cho nên giúp là giúp, giúp bằng cái tâm trong sáng, vô điều kiện mà giúp, là thật sự mong muốn những điều tốt đẹp đối với những người mà mình có cơ hội đang và sẽ chạm vào. Được vậy thì bạn là một người có công đức mà ai cũng muốn được cách giao. Phẩm chất số 7, cấp tiến. Những người giỏi là những người luôn có tư duy cởi mở. Họ luôn học mới, làm mới bản thân và hướng về tương lai. Họ luôn có sự háo hức, sự tích cực và tràn đầy năng lượng thành công. Và hình như ai cũng muốn ở bên cạnh những người này. Và khi ở bên cạnh những người này, chúng ta sẽ được lây cái kiến thức, cái kỹ năng, cái tinh thần và cái năng lượng xịn sò của họ. Hay tưởng tượng là bạn sẽ gặp những cái đứa mà suốt ngày nó than vãn, nó đổ lỗi, nó nói về drama, nó tám về chuyện này, nó nói về cái chuyện kia không làm được. Ở bên những cái dạng này thì chỉ có làm cho bạn cạn kiệt năng lượng thôi. Gần mấy dạng này thì không đen thì cũng rủi. Rồi hãy suy nghĩ lại đi, bạn muốn kết giao với người nào? Nhưng hãy nhớ, không cùng năng lượng thì sẽ không ở cạnh nhau. Và nếu bạn muốn kết giao với những người cấp tiến thì bạn cũng phải là người đồng loại. Mình chơi với dạng người như thế nào thì bản thân mình cũng sẽ là người như vậy. Đồng cực thì hút nhau, dị cực thì đẩy nhau.